The giraffe will do what his keeper tells him. But Thomas didn't... Vẫn chưa khỏe hả, Thủ môn Nhí? Thời tiết thay đổi hoài, nên cháu cứ bệnh suốt. Vẫn có cách phòng tránh. Nhưng làm sao phòng tránh thời tiết được? Không phải, đây mới chính là nguyên nhân. Vi khuẩn đã biến đổi. Khi thời tiết thay đổi, chúng trở nên mạnh hơn. Hãy phòng tránh chúng bằng cái này. Lifebuoy. Lifebuoy mới trong mọi thời tiết, bảo vệ bạn khỏi 10 loại vi khuẩn gây hại sức khỏe lây truyền qua tay. Lifebuoy mới.